đi mua cái gì đó nhập tạo này, con nhập tạo cái gì, dạ đèn sáng chói hả, dạ rồi con cảm ơn nha. Ok các bạn nè, kiếm loại hai dách và ra dách nhưng mà không có khách ở đây, chị này áo vàng cho mình ha. Rồi nói chung là cũng cảm ơn nha quý vị, nó về làm mấy này rồi cũng khó, rồi có cái dách này cũng đỡ nha. Rồi merci ha. À, khu này khu nhật tạo nha quý vị, đây khu này khu nhật tạo ha, vòng vòng khu nhật tạo hết. Hello các bác ha, đây đi dạo vòng vòng sáng giờ bên nhật tạo á, kiếm được mấy cái món về. Thực ra là mấy cái này đó ở Việt Nam mình có bán hết á, chẳng qua các bạn chịu khó đi tìm thôi, đừng có shop trên shop mạng nước ngoài để kia kiếm chi. Mấy cái này ở đây cũng không có bao nhiêu tiền, đợi mất thời gian mất cả tuần cả mười mấy ngày mới về tới, và có khi cũng bị giam hàng. Vấn đề này hôm bữa mình có đăng con này bán hàng zin nguyên con ha, đây các bác bảo là mình bán sao mà mắc thế này này kia thế, nhưng mà thực tế các bạn mua bên kia mình cũng biết rồi, bên shop bên kia thì các bạn mua về thì không có cái dách nào. Có nghĩa là những cái này là các bạn tự về gáp theo ý mình thôi. Những nào người nào là trong nghề á thì có thể hàng nối được ha. Điều đi kiếm mấy con này cũng cực lắm à. Các bạn trong ngành nào cũng không kiếm ra đâu. Chứ đừng có nghĩ là trên đó nó bán có nhiều nhiều đây thôi. Các bạn đi về rồi các bạn còn phải tốn thời gian đi kiếm mấy cái này để gáp theo ý muốn của mình nữa ha. Mình nói vậy thôi hiểu. Tại vì mình là người làm rồi mình biết nè. Mình cũng mua về mình tự mình hàng rồi mình biết. Mình có đem vô test rồi mấy cái chỗ mà nhật tạo chỗ sửa. Mình kêu là làm giùm mình ba cộng này thử coi bao nhiêu tiền nó lấy mình biết bao nhiêu các bạn không? 80 tao nói thôi, 80 để về nhà tôi tự làm cũng được. Đó nó ngồi đó nó sáng chưa mở hàng này kia mày vô mày quậy mày phá hả? Tùm lum tùm la luôn đó bạn. Do dân nhập tạo là không phải dân hiền đâu nha. Dân chợ nhập tạo là dân thú dữ không à. Không làm thôi là vô nó bậy nó bạ là nó chửi cúi đầu luôn á. Nói chung là lắc 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 hồi nãy trên cái gian hàng bên nhập tạo thì mình đi kiếm mấy cái này. Thực tế cũng khó kiếm tại vì hàng mô hình á thực ra là những cái dòng dách này đó là nó khó, thực sự được khó. Nhưng mà nếu mà kiếm đúng tiệm thì cũng ra thôi ha. Có những tiệm người ta thấy thương rồi cho mình luôn à. Cái này họ cho nè, đó con bé dễ thương quá trời để cho mình luôn á. Mấy cái này là mua trên nhật tạo đầy ha, tự chiêu chiêu cái ga gì đó mình qua mình coi quầy hàng mà mình hỏi ra đèn điện gì đầy đủ ha. Cái này mình chế đây, tại vì con dách này á nó to mà độ tích điện thì nó nhanh, truyền điện thì nhanh, thì tất nhiên mình xài á, mình cho cái con ở xe của mình, cái con mô tô mình là mô tô nhỏ thôi để hợp với phi cái thuyền thôi, không cần thiết phải làm lớn ha quý vị. Con này hơi bá đạo rồi ha, tốc độ kéo cũng coi trăm mà trăm không có giỡn đâu. Con này là 150A là kéo hơn trăm rồi, với cái tốc độ thuyền càng nhẹ càng lướt nhanh nữa ha, không biết đi tới đâu. Nhưng mà có dịp nào đó mình rảnh mình làm mình sửa mình test cho, chứ bây giờ nói về làm thuyền rồi cũng phải mất thời gian nhiều lắm. Thời gian bây giờ mình cũng không có nhiều, mình bị phân tâm nhiều thứ lắm, nói chung rất là nhiều thứ, mô hình bán hàng đồ này kia. Sắp tới là vô lô kiếm về nữa là mình phải chạy chi phối lô kiếm. Ok ha, các bạn có nhu cầu thì liên hệ mình sẵn sàng sang lại, tiền nào của đó thôi các bạn, không có lý do gì mà mình làm sẵn cho các bạn rồi các bạn mua về gáp. Còn những người kia bán là họ chỉ bán cái xe dây thôi, các bạn tự đi kiếm mà gáp vô mà chưa nói nha. Tiền công nếu mà mình trong ngành trong nghề gì đó mình làm thì tự làm được, còn không trong nghề ở trên gọi các bạn ra quốc các bạn tiền công cũng cả trăm ngàn á, không có rẻ đâu. Rồi chưa nói mấy cái lắc nhắc này nó ra nó chém các bạn vài chục ngàn